Bạn có nhìn thấy những con sâu kỳ dị kia không? Đó là loài sâu Crichula chinischata hay còn gọi là sâu gióm đỏ hay sâu gióm cơ mà bạn có tin được không? Loài vật được xem là nổi khiếp đảm trong rất nhiều người chúng ta, vậy mà có thể chế biến thành món ăn được đấy. Đây được xem một trong những món ăn độc lạ trên thế giới. Sau đây mời các bạn cùng mình đi xem cách tìm kiếm và chế biến chúng nhé. Hai người phụ nữ này đang lên rừng hái hoa bắt bướm thì chợt nhìn xung quanh họ vạch ra những tán cây, trông như đang tìm kiếm thứ gì đó. Vãi thì ra họ đang tìm những con sâu gióm này. Nhìn chúng bò lúc nhúc mà xem trông đáng sợ thật, nhưng chắc không đáng sợ bằng hai bà thím bảy này đâu. Loài sâu này có nhiều màu, kích thước sâu lớn dài từ 20 đến 60 mm, thường có một lớp lông dày phủ quanh thân. Cơ mà hai bà nội yêu quái này nhìn như thể đang mừng lắm thì phải, bắt không trượt phát nào. Liên tọi liên tay liên chân, tóm nhanh tóm gọn mấy con sâu đang hoảng hốt, đúng là vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn mặt. Phải công nhận bọn sâu gióm đỏ này sinh sản mạnh khủng khiếp, chúng sống theo đàn, nên đó là lý do vì sao mà ta thấy chúng sinh sôi nhiều đến vậy. Thật không thể tin được, chị bảy này vậy mà lại dùng tuyệt kỹ tay không bắt sâu, một phát hốt bọn chúng vào giỏ. Nhìn biểu cảm vui mừng rạng rỡ của hai người họ, cứ như thứ trước mắt họ không phải những con sâu đáng sợ, mà là kim cương hay kho báu quý giá vậy á trời. Sau khi thu hoạch xong, hai thím bảy nhanh chóng vác giỏ, đầy ắp chiến lợi phẩm sâu gióm tung tăng ra về, cuối cùng họ cũng về đến nơi, cơ mà hai bà thím này cũng dân dã phết. Họ bắt đầu công đoạn đầu đó là sơ chế. Trước tiên họ lấy những cành cây khô, bẻ nhỏ để nhóm lửa. Sau đó thì hai thím tách những con sâu ra khỏi cành cây, thả chúng vào một cái rổ đan bằng tre nằm yên ở đó. Xem ra lần này trời cứu bọn bây thiệt rồi sâu à. Kế đến họ chôm ra một cái chảo khổng lồ của bà Tân Vlog, ném lên lửa để làm nóng chảo lên. Tiếp đến cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo, rồi thả một đống ớt trái và một loại lá cây gì đó mà mình cũng không biết là gì vào. Đảo đều 3 lần 7 21 cái đến khi thấy ngả màu, khói bốc nghi ngút thì ném thả trực tiếp những con sâu gióm còn đang yêu đời vào chảo ngay và luôn. Nhìn thấy mấy bé sâu bị phỏng kêu la thảm thiết, thím bảy liền ra tay trợ giúp đảo đều thật mạnh, vậy là mấy bé sâu đang xuất thăng thiên hết trơn. Tiếp tục đảo đều cho đến khi chúng trở nên giòn rụm thì chị bảy yêu quái quyết định rắc muối vào cho nó mặn lè. Bằng kỹ nghệ tuyệt vời, đẳng cấp Michelin, chị bảy đã thể hiện một màn rắc muối siêu lôi cuốn xuống chảo dầu. Cuối cùng hai thím bảy ngồi chờ chảo sôi đến khi nào tổ tiên bảo dừng là được. Khi thời cơ đã tới, họ cho thành phẩm ra ngoài rổ tre đã lót sẵn lá chuối. Và sau những công đoạn chế biến cực kỳ phức tạp, đẳng cấp độc lạ không giống ai, thì hai thím bảy cũng đã hoàn thành siêu phẩm món ăn sâu gióm chiên giòn cực mặn. Nhìn hai bà thím ấy ăn, mà hàm răng tôi tự nhiên ê buốt, tôi sợ sâu thì một nhưng sợ hai thím này thì 10. Ngạc nhiên là hai bà thím có thể ăn chúng một cách ngon lành, mà không hề có chút nao núng nào cả. Những con sâu giòn rụm óng dầu mỡ, cắn vào nghe rồn rộp như đang nhai snack, đúng là một món ăn độc lạ bá đạo nhất trần đời. Theo bạn, đây có thể xem là món ăn độc lạ và kinh dị nhất từ trước đến giờ chưa? Liệu rằng nếu là các bạn, thì có ai dám ăn thử món này không nhỉ? Hãy comment phía dưới cho mình biết nhé! Ông bà ta có câu đi đêm có ngày gặp ma, thế nhưng ông thần ăn tạp nhật bổn này có vẻ không bé ơi, nên anh ta quyết định nhân lúc mọi người đi ngủ thì lẻn vào rừng để tìm xem có gì thú vị không. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, bây giờ là 12 giờ đêm, con đường không có ai ngoài ông anh máu liều cả, vì đi vào giờ hoàng đạo nên một chiếc lá rơi cũng làm anh giật mình. Anh trai nhanh chóng bị thu hút bởi cái cây gần đó. Đâu đâu cho tôi xem với nào. Ồ, một ấu trùng của ve sầu đã lột xác, cơ mà anh muốn tìm mấy ẻm còn bò bò được cơ. Chả mới nhắc đã thấy, lại một em ve được anh trai bế ngay liền. Thấy con mồi ở vị trí khá cao, ông anh dùng hết kinh công học được để nhảy lên bắt, cuối cùng cũng đã tóm được thích khách. Nhìn này các bạn, em nó có bộ cánh màu vàng, có pha chút xanh lá để không bị xa lánh đây mà. Em này còn có tên gọi khác là ruồi khô, vì xác ve vẫn còn nguyên và khô sau khi lột vỏ. Đây là đặc sản của mùa hè, chúng nó mà cãi lộn lên là mấy bà hàng xóm cũng phải nhận thua luôn đó. Không giống như các loài côn trùng khác, chẳng hạn như dế tạo ra âm thanh bằng cách cọ sát cánh với nhau, em này thì vip hơn nữa, chúng tạo ra âm thanh bằng cách dùng hai chiếc loa cấu tạo từ màng mỏng, mọc ra từ khung xương sườn. Các xương sườn bị kéo căng rất nhanh, khiến màng mỏng rung động, tạo ra sóng âm đấy các bạn nhé. Sau khi tìm hiểu về ve sầu xong, thì ông anh lại chuyển mục tiêu sang loài côn trùng khác. Ủa là đi tìm ma dữ chưa? Bé này chắc là chị của bé hồi nãy đây mà, vì là người lớn nên được bonus bộ cánh trông uy tín vãi tèo. Lại có phát hiện gì nữa hả anh trai? Trời đất, tôi còn tưởng cái gì ghê gớm. Thì ra ông anh lại tìm thấy ve sầu trong cái tổ của nó. Mấy ẻm này đang ngủ cũng không yên. Có chút ngại nên anh trai không quấy rầy nhà ve này nữa. Anh ta đi quấy nhà ve khác. Một bé ve sầu nữa đã bị phát hiện. Cơ mà cô em này ở trên cao quá. Mày xuống đây anh biểu cái nào? Gì chứ cái này sao làm khó được anh? Chiều cao có hạn nhưng thủ đoạn thì anh vô biên. Trời ơi, cả rừng ve luôn, nhưng có vẻ mấy bé này đã lột xác thành người khác. Tiếc thật sự, nếu tới sớm hơn thì ngon lắm rồi. Anh trai liên tục bắt được những bé ve mục mạp, nhìn ổng hào hứng chắc là giả đò vui, để quên nỗi sợ ma đây. Thôi bòn vài con chưa kịp lột xác chứ bỏ thì tiếc. Anh trai vô cùng tự hào với thành quả của mình, cụ thể là 12 con ve. Được rồi, bây giờ về nhà, để xem thành quả hương vị của món ve này ra sao.
Thanh niên nhanh tay bắt cái chảo lên rồi cho dầu vào, đợi đến khi dầu nóng thì thả mấy ẻm này vô, đảo đảo 21 cái, rồi đổ tiếp gói tương ớt chuẩn bị từ nhà hàng 5 sao vào, sau đó lắc lắc cho mọi thứ hòa quyện vào nhau, nhìn cái màu thì cũng rất xa gì đó, nhưng có này nọ không thì ăn mới biết, mùi vị thế nào hả anh trai, nhìn ông anh ăn lia lịa thế kia, là đủ hiểu hương vị phải nói là amazing good job em rồi, đúng là một món ăn dân dã độc lạ khó tìm, anh em nào đã từng thưởng thức qua rồi thì comment cho mình biết với nhé. Để làm sáng tỏ câu nói, dậy sớm để thành công có thực sự hữu nghiệm như lời đồn không, thì ông anh Thánh Ăn Tạp quyết định thực hiện một thứ thách, đó là dậy từ rất sớm để lên núi Thỉnh Kinh, nơi này có vẻ là khu giặc ủi của người dân đây, nhìn nơi đây không khí ảm đạm và không có dấu hiệu của sự sống. Rồi tự dưng ông anh lôi ra một cây rìu nhỏ, đây sẽ là dụng cụ để làm nên thành công của anh. Anh ta đang tìm kiếm một thứ gì đó, ở nơi khỉ ho có gáy này, khúc cây mục nát với tuổi đời lão làng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thánh Ăn Tạp. Thì ra cha nội này nghi bên trong, có thể là nơi ở của một số loài sinh vật, nhưng nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy khúc này bự vãi ra, đốn xong khúc này chắc cũng nghèo luôn mất. Những nhát búa liên tục được đập mạnh vào thân cây, cái dáng vẻ này cũng hung tợn quá rồi đó. Chắc là đang tưởng tượng khúc cây thành người yêu cũ đây mà, chứ em nó có tội tình gì đâu. Đợi tí có phát hiện gì mới hả anh trai? Của thứ gì đây? Sao mà giống cục cất vậy cha nội? Đây là ấu trùng của bọ cánh cứng hoặc bọ vàng, và bây giờ đã nghèo sau một mùa đông lạnh giá. Ông anh vẫn chưa từ bỏ đam mê với khúc cây sơ xác này. Tín hiệu vũ trụ mách bảo anh, bên trong chắc chắn còn một thứ gì đó. Ôi ôi, lại có điều lạ xảy ra hả anh? Có ai biết thứ mà ổng đang móc móc là gì không? Comment bên dưới cho tôi biết với nhé. Những điều kỳ lạ liên tục xảy ra, khiến anh trai càng tin vào kỳ tích sẽ xuất hiện ở nơi sâu nhất của em cây này. Trời đất ạ, thứ gì đỏ đỏ vậy ta? Ra là quả mọng, ngại gì mà không hái một quả rồi cho vào mồm. Xem ra tàn tích cho thấy, chẳng có thứ mà anh trai cần tìm. Thế là hảo hán lại chuyển sang chỗ kế tiếp. Lần này anh trai lại tìm đến một gốc cây khô quéo từ lâu. Khúc này có vẻ mềm mại, rất thích hợp với cơ thể không được cường tráng của anh. Bổ nó ra xem bên trong có gì đi anh trai. Quầy là một bé nhộng đang ngủ. Làm tôi còn tưởng quái vật gì không, thì ra ông anh săn lùng mấy gốc cây khô để kiếm bé nhộng mập béo này. Có chút thành quả, khiến ông anh thêm có niềm tin cuộc sống, sức mạnh tinh thần dâng cao, làm thanh niên nổi máu điên bổ lịa tan nát khúc gỗ. Gì mà run rẩy dữ vậy anh, kể tôi nghe đi đừng có sợ. Ơn trời, thì ra ông anh năm nay 70 tuổi, nhưng chưa thấy con nhộng nào dài như con nhộng này. Sơi ơi, tưởng cái gì, vậy thì khi ông anh thấy nhộng Việt Nam chắc phải khóc thét. Những bé nhộng liên tục được bế lên, sau một hồi vượt lên chính mình, cuối cùng ông anh đã có kha khá nhộng, cụ thể là 6 con mập ú trắng nõn mơ lèm. Được rồi, bây giờ thì về thôi, chứ nhiều vậy ăn sao hết. Cơ mà thay vì đi về nhà sợ người khác xin miếng, thì thanh niên lại tiến ra bãi đá nơi con sông gần đó, chuẩn bị cho món ăn độc lạ của mình. Đầu tiên là sáng tác cái bếp thời kỳ đồ đá, sau đó tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ cho mấy em nhộng ngay và luôn. Cho bạn nào chưa biết thì loài này là ấu trùng của bọ hung, chúng sống trong thân gỗ mục và hóa nhộng. Kích thước của chúng khá lớn và vòng đời thường từ 9 đến 12 tháng. Được rồi, bây giờ thì siêng em nó vào, rồi cho vào bếp giúp các bé nó thăng thiên. Vãi ỏ, nhìn khoa trương thật sự, tôi còn tưởng ông anh nướng tôm hùng hay gì không. Sao mà hay ra rẻ quá, khâu chuẩn bị trong vòng nửa ngày, cơ mà ăn đâu đó là 10 giây thôi các bạn nhé. Đúng là Thánh Ăn Tạp, lúc nào cũng thích những món ăn độc lạ khác người. Liệu rằng ăn xong mấy con nhộng này rồi, không biết ông anh có đăng xuất về miền cực lạc không nhỉ? Video review giải trí của mèo bánh xèo hôm nay đến đây vậy là hết. Mèo xin cảm ơn cả nhà đã xem video của mèo nhiều ạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn sau nhé.